하이펜서 스튜디오. Tập 20. Tuổi thơ của anh Bút Chì. Ngày sinh nhật của anh Bút Chì được chọn vào chính cái ngày anh bước vào gia đình Bút. Nhanh lên, nhanh lên. Các anh em trong nhà đang chuẩn bị mọi thứ để đón sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật Bút Chì. Và điều gì khiến anh Bút Chì hốt hoảng như thế này? Cả gia đình đã rất lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Và điều gì khiến cho Bút Chì sợ sinh nhật vậy ta? Bút Chì bắt đầu khi em còn nhỏ. Hồi đó em sống cùng ông trong một căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Ông rất yêu thương em. Tuy vậy, ông là Bút Chì kỳ quái nhất trên đời mà em từng biết. Ông không bao giờ tắm rửa cả, mà luôn để râu xồm xoàng. Ông bảo phải để như vậy mới hợp với tự nhiên. Ông cũng để em chơi trong bùn đất tới nỗi bùn lúc nào cũng đóng cứng trên người em, khỏi cần mặc đồ. Còn bữa ăn do ông chế biến thì luôn có nguyên liệu là những loài sâu bọ, côn trùng. Nhưng kỳ quái nhất vẫn là điệu nhảy cầu vui vẻ của ông. Một số đến từ khu rừng, họ đều có một điểm chung là đầu tóc bù xù, hàm răng vô cùng khủng khiếp, cơ thể thì bốc mùi hôi thối. Và mỗi dịp sinh nhật của em, ông lại mời họ đến cùng ăn sinh nhật. Bắt đầu đi học em mới nhận ra, vì sống với ông nên em rất khác biệt với mọi người. Mọi người xung quanh ai cũng sạch sẽ cả. Sâu bọ không phải là món ăn chính của mọi người. Và cũng chẳng ai nhảy điệu nhảy cầu vui vẻ cả. Sợ rằng sẽ không ai chơi với mình, em quyết định thay đổi, trở thành một Bút Chì mới, văn minh, hiện đại, giống với mọi người xung quanh. Chẳng mấy chốc mọi người trong trường đều yêu quý em. Em học rất giỏi và đạt được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi. Cho đến một ngày, Bút Chì quyết định mời bạn bè đến sinh nhật của mình và... Xin mời mọi người vào nhà. Chúc mừng sinh nhật Bút Chì. Mọi người. Kể từ đó, mọi người trong trường đều xa lánh và xua đuổi em. Sinh nhật Bút Chì, mình sẽ vẽ trang trí bằng những dây lá treo cho thêm phần ấn tượng. Sinh nhật trong rừng phải khác biệt và đặc biệt các bạn nha. Mình sẽ vẽ chú bạn gốc cây nè. Họ là những người bạn thân thiết của ông anh Bút Chì. Vẽ thêm cả gương mặt của chú nữa nhé. Vẽ cái miệng rộng ơi là rộng. Đó chính là hốc cây đó. Vì chỉ đơn giản là một gốc cây, rồi để thêm phần sáng tạo, thì mình sẽ vẽ thêm tóc cho anh bạn cây cổ thụ. Mình sẽ vẽ thêm tay cho chú. Chú cây cổ thụ này chính là người bạn chí cốt của ông Bút già đó các bạn. Họ chính là hai người bạn trong rừng. Ngày hôm đó, cả gia đình chú gốc cây đều đến chơi cùng với anh Bút Chì. Đây chính là ba của cậu bé gốc cây mình vừa vẽ hồi nãy đó. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ vẽ, nhưng sáng tạo hơn là mình sẽ vẽ cô gốc cây nha. Cô gốc cây mình sẽ vẽ chính là mẹ của cậu bé gốc cây. Mình cũng sẽ vẽ tương tự, nhưng mình sẽ vẽ thêm tóc cho cô gốc cây để có thể biết cô là mẹ. Cô gốc cây chúng ta cũng sẽ vẽ tương tự như gốc cây đầu tiên. Để kết thúc cho chuỗi vẽ hình ảnh gia đình gốc cây cổ thụ, mình sẽ vẽ thêm em bé cái gốc cây nữa nè. Thân em cũng vẽ xu xì như gốc cây khác. Mình cũng sẽ vẽ thêm tóc cho bé nữa nha. Mình vẽ bé gốc cây đứng ngay góc bức tranh nè. Mình vẽ đơn giản thôi nha. Bé gốc cây chính là bạn của anh Bút Chì đó. Nhưng chắc giờ em đã trở thành một gốc cây thực thụ rồi. Tiếp tới là nhân vật không thể nhắc tới. Đó chính là ông của anh Bút Chì. Các bạn còn nhớ cách vẽ của anh Bút Chì không nè? Mình cũng sẽ vẽ ông Bút Chì y như vậy nha. Ông Bút Chì đã từng để lại cho anh Bút Chì một kho tàng đồ cũ đó các bạn. Điểm đặc biệt khi vẽ ông Bút Chì đó chính là bộ râu của ông.
cầm thêm chiếc bánh kem mà ông làm tặng cho Bút Chì. Sống trong rừng thì bánh sinh nhật cũng chỉ có thể là những hình hài liên quan vào rừng cây mà thôi. Rồi vẽ thêm những họa tiết như sau. Bỏ trên bánh sinh nhật cho đẹp nha. Không biết anh Bút Chì có thích không các bạn nhỉ? Chúng mình cảm thấy ông Bút già có sáng tạo rồi đó. Vì mình đang phát họa lại khoảnh khắc trong tấm ảnh ngày xưa mà. Tuy có chút thay đổi để bức tranh thêm phần đặc sắc. Mở đầu chương trình, chúng ta hãy tô những dây lá xanh được trang trí trong sinh nhật của anh Bút Chì nè. Mình tô tóc của cây cổ thụ 4 màu xám. Gương mặt mình sẽ tô màu da, hay còn gọi là màu cam nhạt. Miệng mình tô màu đỏ. Các bạn có thường thấy những gốc cây hay sần sùi không nè? Đây chính là những sần sùi trên thân cây đó. Thường thì gốc cây chúng ta sẽ tô màu nâu, vậy thì chúng ta tô bổ gốc cây màu nâu. Nhưng mình sẽ phối hai màu nâu nhạt và nâu đậm cho thêm phần đặc sắc. Theo đó chính là gốc cây mẹ. Gương mặt tô màu da, nhưng để thêm phần sáng tạo, mình sẽ không tô màu nâu, mà mình sẽ phối hai màu, đó là màu hồng đậm và màu hồng nhạt. Đó cũng chính là trang phục của cô gốc cây. Các bạn có thấy thú vị về cô gốc cây hồng này không? Cuối cùng, đó chính là bạn gốc cây, một cô bạn gái chơi chung với anh Bút Chì từ khi còn rất nhỏ. Cũng là mái tóc xám nha. Gương mặt cũng là màu da. Tiếp nối với cô gốc cây mẹ, mình cũng sẽ tô gốc cây bé gái màu xanh lá chuối. Hình ảnh tiếp theo chính là hình ảnh của ông Bút già, chính là người ông của anh Bút Chì. Nếu anh Bút Chì màu cam thì ông Bút già mình tô màu nâu nhạt nè. Chiếc gương cũ kỹ của gia đình Bút chính là món quà lớn nhất mà ông Bút già để lại. Các bạn có biết ông Bút già còn có một điệu nhảy rất đặc trưng và dễ thương nữa đó. Xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Ổ bánh kem có hình như một gốc cây. Chắc anh Bút Chì thích ổ bánh này lắm. Bộ râu màu trắng nữa. Vậy là chúng ta đã tô xong bức tranh sinh nhật của anh Bút Chì rồi nè. Đây chính là những người bạn thân quen của anh Bút Chì thời thơ ấu. Em tìm nó mãi mà không thấy, sao nó lại ở đây? Vàng Xanh lấy chơi rồi để qua trong thùng đồ chơi cỡ. Anh và Vàng phải bới tung cả nhà lên mới tìm thấy đó. Ông làm cho con chiếc hộp này này. Dù con đi đâu, hãy luôn nhớ về ông, về gia đình mình nhé. Anh Bút Chì chắc nhớ ông lắm phải không? Vàng, anh Đỏ, anh Xanh, chắc đã đến lúc em phải trở về nhà của ông em rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn là một gia đình tuyệt vời nhất đối với em. Ông ơi, con đã về. Bút Chì, mừng con trở về nhà. Con nhớ con lắm. Em nhớ chết. Hả? Mọi người? Sao mọi người lại đến đây? Tụi mình là gia đình mà. Phải ở cùng nhau chứ. Gia đình là số mập. Chúng ta cùng nhảy điệu nhảy cầu vui vẻ nha. Dù anh Bút Chì đã trở thành một anh Bút Chì văn minh, nhưng hình ảnh về gia đình và bạn bè của anh Bút Chì là một tình yêu lớn đối với anh Bút Chì. Nếu yêu thích tập phim hôm nay, các bạn nhớ nhấn nút like và theo dõi kênh Hai Bên Show Studio để có thể xem thêm nhiều tập phim hay hơn nữa nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn nhà Bút.